ướp đang là phương pháp làm tóc được rất nhiều chị em lựa chọn và yêu thích trong thời gian gần đây. Vậy thì duỗi tóc hơi nước là gì? Duỗi tóc hơi nước thì khoảng bao nhiêu tiền? Cách để chăm sóc như thế nào? Và những thắc mắc này sẽ được blog đẹp giải đáp qua video này. Các bạn hãy theo dõi nhé! 1. Duỗi tóc hơi nước là gì? Đối với những bạn đã trải qua quá nhiều lần hóa chất để làm tóc mình nó bị khô, sơ và tàn phá một cách nặng nề, thì chúng ta nên lựa chọn là duỗi hơi nước hydro. Thì nó sẽ bù đắp vào tóc những độ dinh dưỡng mềm mượt hơn, và nó sẽ bù một số lượng nước vừa phải vào trong sợi tóc để giúp cho mái tóc khỏe mạnh hơn. Về ưu điểm của phương pháp duỗi tóc hơi nước, so với phương pháp duỗi tóc truyền thống, công nghệ duỗi tóc bằng hơi nước sẽ đem đến một loạt các ưu điểm vượt trội như sau. Phù hợp với mọi loại tóc. Phương pháp duỗi tóc bằng hơi nước có thể áp dụng cho rất nhiều loại tóc khác nhau, từ tóc mỏng, yếu, khô sơ cho đến tóc dày, cứng, xoăn. Các bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này cho tóc đã trải qua quá trình nhuộm hoặc là làm xoăn mà không phải lo lắng về màu sắc hay là kết cấu của tóc đâu nhé. Thời gian duy trì lâu. Kết quả sau khi duỗi tóc bằng hơi nước có khả năng duy trì từ 4 cho đến 6 tháng tùy thuộc vào loại thuốc duỗi, kiểu tóc, quy trình duỗi và cách chăm sóc. Và nếu chăm sóc đúng cách, các bạn có thể kéo dài thời gian của tóc lên đến 1 năm. Tiết kiệm thời gian. Quá trình duỗi tóc bằng hơi nước diễn ra nhanh chóng, chỉ mất từ 1 cho đến 2 giờ để hoàn thành, nhanh hơn nhiều so với các phương pháp duỗi tóc khác. Các bạn cũng không cần phải chờ đợi quá lâu trước khi có thể gội đầu sau khi duỗi, chỉ cần 24 giờ là các bạn có thể gội đầu bình thường. An toàn cho tóc. Duỗi tóc bằng hơi nước thì không gây tổn thương cho cấu trúc của tóc, không làm khô hoặc là làm sơ rối tóc. Đặc biệt thì phương pháp này còn giúp bổ sung dưỡng chất và độ ẩm cho tóc, tạo điều kiện cho tóc khỏe mạnh và duy trì màu sắc. Thứ hai, về những rủi ro đi kèm khi duỗi tóc hơi nước. Ngoài những ưu điểm ở trên thì duỗi tóc hơi nước cũng có một số những rủi ro tiềm ẩn đi kèm như sau. Tóc khô và yếu. Sử dụng công cụ tạo nhiệt và các loại hóa chất duỗi có thể làm tóc trở nên khô, yếu và bị hư hại. Sự tiếp xúc với nhiệt độ cao và hóa chất có thể làm mất đi độ ẩm tự nhiên của tóc, dẫn đến tình trạng tóc khô, gãy rụng và rối. Tóc thưa và mỏng. Quá trình duỗi tóc bằng hơi nước, đặc biệt là khi sử dụng nhiệt độ cao, có thể làm tóc trở nên thưa và mỏng. Tác động quá mức và thiếu cân nhắc có thể gây hại cho cấu trúc tóc gốc, tác động tiêu cực đến quá trình phát triển của tóc. Cháy tóc. Sử dụng nhiệt độ quá cao hoặc là để công cụ tạo nhiệt tiếp xúc lâu với tóc có thể gây cháy tóc. Điều này thì có thể xảy ra khi mà không có sự cân nhắc về việc áp dụng nhiệt độ và thời gian thích hợp cho từng loại tóc, gây tổn thương và hỏng tóc. Dị ứng da. Một số hóa chất trong sản phẩm duỗi tóc có thể gây dị ứng cho da đầu. Nếu da của bạn nhạy cảm, cần phải thận trọng và thử nghiệm sản phẩm trên một phần nhỏ của da trước khi sử dụng toàn bộ ở trên đầu. Và để giảm thiểu rủi ro khi duỗi tóc bằng hơi nước, hãy lựa chọn sản phẩm chất lượng, nắm vững cách sử dụng công cụ tạo nhiệt và hóa chất duỗi và luôn chú ý đến tình trạng tóc của các bạn. Đồng thời hãy chăm sóc tóc đúng cách bằng việc sử dụng các sản phẩm dưỡng tóc và cắt tóc định kỳ để giữ cho mái tóc luôn khỏe mạnh các bạn nhé. Thứ hai, hướng dẫn cách chăm sóc tóc duỗi hơi nước tại nhà. Về cách chăm sóc tóc duỗi tại nhà, chúng ta cần lưu ý những điều sau. Lưu thứ nhất về gội đầu, chúng ta nên lựa chọn những dòng sản phẩm gội đầu có độ dinh dưỡng phù hợp với mái tóc duỗi. Và sau khi gội, chúng ta sẽ sử dụng dầu xả để cho giúp cho mái tóc suôn mềm mượt hơn. Và chúng ta có thể phục hồi mái tóc đi ra các salon hấp tóc, giúp cho mái tóc luôn luôn mềm mượt và bù đắp lại những tổn hại mà hóa chất đã gây ra cho sợi tóc. Thứ hai là khi các bạn sấy tóc thì chúng ta nên dùng nhiệt độ vừa phải được cho mái tóc để tránh tình trạng mái tóc sẽ bị nhanh chảy ngọn và sun. Vì sau khi sấy khô xong, chúng ta có thể dùng sản phẩm phục hồi như tinh dầu dưỡng để chúng ta vuốt cho sợi tóc để nó sẽ bảo vệ sợi tóc tránh bị tình trạng chảy ngọn và khô sơ. 3. Duỗi tóc hơi nước khoảng bao nhiêu tiền?
Hiện nay, công nghệ duỗi tóc bằng hơi nước tiên tiến của Hàn Quốc đang rất phổ biến ở Việt Nam. Giá cho một lần duỗi tóc hơi nước thường dao động từ 1 triệu cho đến 3 triệu đồng. Ngoài ra, giá cả của dịch vụ này có thể biến động tùy thuộc vào các yếu tố như sau. Độ dài của mái tóc. Chi phí duỗi tóc bằng hơi nước sẽ thay đổi dựa trên độ dài của mái tóc của bạn. Đối với tóc dài, chi phí thường sẽ cao hơn. Thứ hai là loại thuốc duỗi. Lựa chọn loại thuốc duỗi tóc cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Các sản phẩm từ các thương hiệu nổi tiếng và chất lượng cao thường có giá cao hơn. Thứ ba là salon làm tóc. Giá duỗi tóc bằng hơi nước có thể thay đổi tùy thuộc vào salon làm tóc mà các bạn lựa chọn. Và trước khi quyết định, nên nghiên cứu kỹ về chất lượng dịch vụ và giá cả của các salon duỗi tóc các bạn nhé. Sau đó, để biết giá cụ thể cho dịch vụ duỗi tóc bằng hơi nước, các bạn nên liên hệ trực tiếp với salon làm tóc trong khu vực của bạn để được báo giá chi tiết và tư vấn kỹ càng. Thứ tư, lưu ý khi duỗi tóc hơi nước. Khi duỗi tóc bằng hơi nước, có một số những lưu ý quan trọng giúp đảm bảo quá trình diễn ra an toàn và mang lại hiệu quả cao. Dưới đây là những điểm các bạn cần phải chú ý để có một mái tóc đẹp. Chọn salon chất lượng. Hãy lựa chọn một salon có uy tín và chất lượng. Các bạn nên tìm hiểu về đánh giá từ khách hàng trước đó để đảm bảo các bạn lựa chọn một địa điểm đáng tin cậy. Thảo luận với thợ làm tóc. Trước khi bắt đầu, hãy thảo luận với thợ làm tóc về tình trạng tóc của bạn, kết cấu tóc và kết quả các bạn mong đợi. Điều này giúp thợ tóc tạo ra một kế hoạch phù hợp với tình trạng cụ thể của mái tóc của bạn. Kiểm tra chất lượng thuốc. Hãy hỏi salon về loại thuốc duỗi tóc hơi nước mà họ đang sử dụng, đảm bảo rằng chúng là sản phẩm chất lượng để tránh tình trạng hư hại cho tóc. Thời gian duỗi. Thời gian duỗi tóc có thể phụ thuộc vào độ dài và loại tóc của bạn. Hãy thảo luận với thợ tóc để ước lượng thời gian cần thiết để các bạn có thể dành thời gian chuẩn bị. Chăm sóc tóc sau khi duỗi. Sau khi duỗi tóc, hãy tuân thủ các hướng dẫn chăm sóc tóc. Điều này bao gồm việc sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc chuyên dụng và hạn chế sử dụng nhiệt độ cao từ các thiết bị tạo kiểu tóc. Sử dụng serum chống nhiệt. Serum chống nhiệt tạo nên một lớp bảo vệ bên ngoài cho tóc, giúp giảm tác động của nhiệt lên sợi tóc. Hãy thoa một lượng nhỏ serum lên tóc trước khi sử dụng công cụ tạo nhiệt để tăng cường sự bảo vệ cho tóc các bạn nhé. Kiểm tra tình trạng da đầu. Đối với những chị em có da đầu nhạy cảm, hãy kiểm tra xem liệu pháp duỗi tóc này có ảnh hưởng đến da đầu hay không. Và nếu có vấn đề, hãy thảo luận ngay với thợ làm tóc để tìm ra giải pháp thích hợp. Thông thường sau quá trình duỗi tóc hoặc là làm tóc tại salon về, do da đầu tiếp xúc với rất nhiều hóa chất cho nên da đầu rất dễ có gầu. Trên đây là những kiến thức cơ bản về phương pháp duỗi tóc bằng hơi nước cũng như thông tin về giá cả dịch vụ duỗi tóc bằng hơi nước, cộng với cách chăm sóc tóc duỗi hơi nước tại nhà. Blog đẹp chúc các bạn sẽ sở hữu một mái tóc đẹp để đi chơi Tết Giáp Thìn năm 2024. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.